múc quả đũa được đấy. Múc quả đũa bác ạ. Hai đĩa là một. Sao đừng cái gì đấy? Nữa à? Này, đang chụp. quay. Quay à? Nó chụp cái gì nó quay đâu? Quay. Đâu? Đấy. À, ừ, nó đang quay. Quay được cái nồi nó đang xào này này. Đang quay cái nồi rồi. Ngửa mặt lên xem nào. Nhà đang nghe cười sao nào. Gắt thử lếm xem nào. Ôi trời vẫn sống. Ôi trời vẫn sống. Xin ra thì nghẹn. Xin ra thì nghẹn trong bếp. Vơi vơi chú đi hả? Đi đây. Để cái đuối đầu cháu đi về. Bao nhiêu tác phẩm vừa trên nấu ở trên giấy à? Trông này. Ôi ồ. Ăn. Không phải quay. Toàn đây. Chưa điên bụng. Trên này lấy. Ôi trời ơi, bác cho em quả đầu gà lên thì cơ này em ăn cơm chết. Ôi cái mẹ này lắm thịt thế. Thái Kiên. Múc mẹ một lửa đấy, xe này đấy. Múc được 6 đĩa rồi mẹ. Để mình cũng được rau ạ. Ôi không quay à? Cái gì? Cái chỗ nào? Có. Ở đây đây. À. Toàn cái trò toàn niên bộ cũng này. Kia là toàn ăn đấy. Bỏ ra, ôi giời ơi, cứ cho em ăn cái đầu gà. Chắc là vừa đấy. Bếp này hết cảnh rồi. Ai? Nãy nếm thử miếng rồi. Cái này là cái gì à? Cái miếng này hạch sống nếm theo đây à? Cái này ngon á? Ngon, cháu chả thấy ngon. Cái gì? Cái này là cái gì? Chim, chim, chim. Không phải là chim mà là trim. Chèo, phải chèo. Nhà bác Kiên, nhà bác Kiên, chim nhà bác Kiên. Chim của bác Kiên, chim của bác Kiên. Mấy con hả bác? Mấy con đấy? 4 đôi. Nào, 3 đôi nhỉ? Người ta hỏi con chứ người ta hỏi đôi. 6 con. Ok à? Nhưng mà phí, chim phải phí quá. 6 con 4 đôi à? Cái này phải hợp với bác ngon. Anh ơi, cái này là bác là Phương à? Ăn được chưa? Ăn được chưa? Ăn được chưa? Cái gì ăn được chưa? Cái tờ rim này à? Tờ rim ăn được rồi. Chặt miếng ra một dấu. Hóa ra là không phải à? Đâu? Ăn cái gì? Ăn em ngon không? Đang quay này mày bỏ mồm ăn. Ăn thử. Ngon. Cũng được. Ngon. Đây mới này em dâu. Đừng quay chị ăn vụng trong bếp. Anh Cương mày chửi đấy. Ăn vụng phải quay làm gì nữa. Con dâu về ăn vụng trong bếp chết đòn. Chết rồi, con này chết rồi. Nhỏ. Đang để ảnh thật năm nó chụp ảnh ăn vụng rồi. Thấy em có ăn gì đâu. Đang mút cái chân gà. Cứ ăn cái gì đâu. Tập đoàn nấu cơm. Cái này có lên mâm nào nữa không à, tím ơi? Hết rồi. Mâm trong có chỗ. Đây tím múc lại. Mặn rồi. Tí cho rau là được. Mâm mình chỉ ăn lửa chỗ thịt đấy thôi. Nhưng mà phải lấy hết chỗ không cần kia. Mấy mấy đĩa liền đấy. Đĩa đây. Đĩa. Cháu tưởng mâm mình. Đừng mâm mình. Cháu tưởng mâm mình. Ăn ta ăn đấy. Trời ơi. Ăn cả tối à? Hết ngày ấy mà không thừa đồ đến tối đâu. Làm tám mơ làm mâm ăn cả tối. Mâm ăn mất trong toàn rồi. Cần đâu? Kia kìa. Rau cần kia Minh đưa đây. Minh đưa chị kim rổ rau cần. Cháu cho cái này lốt ra đĩa lưỡi nhá. Hay là thôi cứ để trong chảo thôi. Thôi để mà bốc thôi. Thôi cứ để bốc mà ăn. Không còn choáng. Anh có lấy túi ra đây em đóng bớt cho anh mang về. Mẹ anh đầy chim. Đầy chim ạ. Chị liền bốc đi. Cho mỗi nhà mấy con nhà. Bốc đi bốc. Tối xuống cho vài đôi. Mình nhìn phải cho vài không, con. Con cơ. Ngoan không? Không phải là đôi. Ôi rồi. Minh ơi. Ham ăn. Mà mấy người ham ăn. Ô. Ôi trời ơi đã xí cái con đời. Ham ăn gì vậy cái này. Mắng gì chưa. Đúng rồi. Đã xí cái con đời được chụp ảnh. Nằm bộ người ham ăn. Đi hồi nào. Hồi nào. Đã xấu là còn đời chụp ảnh. Ủa. Đây xấu thế này mà đi chụp.
Lấy cái đây xin cái này mà lại chả chụp ảnh hay sao? Mà ú, ú, mà ú, mà ú, mà ú, mà ú. Anh ơi, đầu quẩy con. Sao mà anh nhả anh bố rồi? Mà bố phát khóc anh. Sao dừa quá, cơm trong này thử thế hả? Dừa quá, mất ngon. Cơm đâu mà cơm? Lấy cơm hả? Cơm cho con. Cơm cho bà bán. Này, thằng kia đừng quay nữa nha. Thôi. Sao lại vô duyên đành đành thế nhỉ? Chị Dinh, cái lúc này các chị dừng lại. Cái này biết được cái gì vậy? Quay thật à? Cái chị bốc từ nãy giờ mày lại cho lên tay chị. Quay thật chứ còn gì nữa. Sao nó lại bựa thế nhỉ? Quay kiểu tí tao mày đi làm đĩa. Tao quay lâu ấy mà, quay lâu là không cho lên Facebook được kìa. 2 tiếng cũng lên được. Quay tí mày lên đĩa đi, tao mày úp lại YouTube. Ừ, cũng được. Xong rồi đưa link sang Facebook. Nhà mày đúng cái này luôn kìa vợ. Nhắn đéo. Mắc cái đớp đấy mà tay em làm sao? À. Đoạn này mà lên thì cũng dơ lắm rồi. Thế nào không vào chị lê quay cho á, gớm ai lại thế mà giờ. Vừa bốc ăn rồi. Vừa bốc này. Thịt chim của bác kia ăn rồi. Bốc chim à? Bốc chim bốc. Chị Việt vào làm miếng. Hai vừa xào cái món chim để đấy mà không biết. Bảo anh, bảo anh, bảo anh. Chim bắc kiên xào không quá. Chim bỏ lỗ đi á. Chim vơi. Chim nhanh lên. Này, chị lần sau rồi đấy. Chim bắc kiên xào không ngon. Béo quá. Sau thì nó phải từ từ. Là bác anh ngại à. Chim thổ. Yên vào làm thử miếng chim của bác Yên xem ngon không kìa. Cô tình cái chim đặt đây này. Chim của bác Yên đấy. Chim nhưng mà người ta không được gọi là chim. Mà chỉ là tarim. Chaim. Chaim à. Sao lại tarim. Chim xác cơ mà. Chaim. Chaim. Em hiểu mà tarim. Tarim là cái tarim là cái gì? Chaim. Tarim là chim. Hôm nay muốn xào mai hỏi là muốn. Đúng này có đồ dân cổ quá trẻ biết cái gì. Ảnh nhau kiểu ngu. Đấy chồng. Xem nào. Ăn đi, cho vào đĩa là mình ăn đấy. Linh ơi, đĩa đâu? Ồ, đĩa đâu không biết? Chuyện ăn đây. Chim của bác kia đấy, ngon không? Ngon không? Đã kiểu ăn đâu không? Mà biết ngon. Quả mông. Quả mông. Ôi. Ba đĩa thì bác kia này, chim không ngon. Bây giờ là mấy đĩa gì? Linh ơi, chiều mấy đĩa? Đĩa nào mà vào mâm anh em mình bỏ mâm, bỏ mâm. Còn hai thôi à? Ây! Thế thì đĩa này cho nhiều rau chiên. Đúng nặng nặng. Kéo cổ lại. Ôi thôi à? Chứ lệ. Đi ra nào. Đĩa này mình ăn đi. Bác nhờ. Vừa vừa thôi, không đi. Các cụ để phải rau, các cụ đâu. Thế là đĩa nữa à? Mà không ngoan mà cứ xúc đi. Thế là có đĩa nữa không? Không đâu, có một đĩa nữa. Sao bảo chim bác không ngoan mà cứ ăn thế? Chim bác không ngoan. Rồi bác ấy làm bác ấy xấu hổ từ nãy giờ lại đang gấp dở cái đĩa trong này để đứng lên. Ok. Chim này ngấy lắm, ngon không? Có gì Linh? Đấy. Hả? Bán, ăn đi cho chim nó mọc. Mày làm gì có mày ăn đến nó mọc? Ăn được thêm lực à? Anh không biết à? Cô quân nhà em, ăn đi cho chim nó mọc. Được không? Thôi nhá, em cho lên 6 đĩa đi, thiếu cứ ra bên một đĩa nữa nhá. Phải ngon không? Nguyệt ơi! Ngon! Trang ơi! Cháu vào đây! Cơm đi! Xong rồi à? Ô, dọn mâm được rồi à? Dọn mâm được rồi, phải vào quay mâm được à? Mày vào mâm xong rồi chị em mình vào rồi. Nạt xong, xong bữa. Quay thấp đến thế thôi, đừng thấp xuống dưới quần. Vào đi! Được vào ăn cơm à? Lại ăn cơm đi mà ăn gì? Vào cơm. Ô lại ở bên kia. Tại thế nhỉ. Thôi. Ngồi ngồi. Cảm ơn cái bịt mà. Ngã bây giờ. Kim đầu bếp, Kim ngồi đây, Nam ngồi đây. Thôi hết rồi.